Rồi, hello, xin chào anh em ha. Xin chào anh em trở lại với kênh Hàng Nhật Bản anh em. Rồi, tiếp tục phục vụ cho anh em về đồ ngời nha. Rồi, thì buổi chiều này thanh lý hàng bơm anh em. Đó, mới đi dưới bưu điện về lấy về hàng bơm quá trời ha. Đó, có mấy anh em xấu tính quá, đặt hàng không chịu lấy ha. Rồi, thì giá hôm nay thì anh em mua hàng chuyển khoản đủ em bao ship nha. Còn nhận hàng thanh toán thì anh em chịu phí ship giùm em ha. Rồi, đầu tiên là một con bắn vít mini ha. Sa băng nha, con này thì em không có thử anh em, bán mù ha, bán như thường nha. Con này bán giá 200 anh em. Đây, một bộ bắn mũi vít đây nè ha, bộ mũi vít ha, đây đó. Rồi chuyển về bắn bù lông nữa ha. Rồi con này nó xài pin sạc Alotter nha, xài con này 6V điện 100V nha anh em, sạc điện 100V ha, anh em lưu ý giùm em là điện 100V nha. Rồi con bắn vít, con bắn vít này bán 200 anh em. Đó, quân hộp nha, da băng ha. Rồi con bắn vít 200 để vô. Rồi một cặp lưỡi nha anh em, lưỡi này bữa bán 300 giờ bán lại 250 thôi nha. Đó, ông cứ điện ông hối, ông này ông cứ điện ông hối, gửi hàng chưa hoài luôn mà hàng tới rồi không chịu nhận ha. Makita nha anh em, lỗ cốt nó là 16 nha. Đó, con dưới cũng vậy ha, lưỡi này 235 ha anh em, lưỡi 235 hợp kim ha. Đó, giờ anh em mình cái lỗ cốt bự hơn á thì mình phát ra ha. Đó, rồi cặp lưỡi cưa nha, 300 nè ha. Đó, giờ bán lại 250 luôn ha. Rồi cặp lưỡi cưa 250. Rồi cái con dao, dao này bán cho anh em dao đi rừng ha. Con này bán anh em 220 thôi ha. Thôi 200 thôi, con dao đi rừng, hàng bơm 200 ha. Đó, dao đi rừng 200. Cây kìm bấm này hôm bữa là đó, cây này bán cho anh em 250 ha, dao băng đây nè. À, cây kìm bấm 250 nha. Đẹp ha, 10 inch nha anh em. Đó, kìm bấm 250. Cây kìm, cây cắt này bán giá 100 ngàn ha, bán 150 giờ bán 100 ngàn luôn nè. Đó, cây kéo 100 ngàn ha. Rồi, anh em mua thì liên hệ em ha. Cây búa 100k nữa nè, búa này cán đẹp nha anh em, búa đóng nhổ đinh mini nè, bán 119 giờ bán lại 100 ngàn nha. Bị bơm ha, bán hạ giá luôn. Cái búa 100k. Rồi dây đai an toàn ha, cái này 350 nha anh em, mới ha. Nè, có cái túi đựng đồ nghề đây nữa nha. Nó như cái dây đai ha. Nè, mình kéo nhẹ thì nó ấy nha, mình kéo mạnh ra thì nó như là cái cọng dây an toàn của xe hơi mình vậy đó. Nó có móc nha. Rồi cộng dây đai an toàn 350 nha anh em, 350. Rồi tiếp tục là một cái bộ đồ nghề ha, thì mỏ quạ nè, cần lắp 1/2 nha. Rồi bộ chìa khóa dòng miệng từ 10 cho tới 17 nha. Rồi chuyển về vít nè, bấm vít nha. Đó, bộ này hôm bữa bán 450 nha anh em ha, bán 450. Đây, ông anh đọc số điện thoại luôn, 0982 367 369. Đó, bán 450 nè, giờ bán lại cho anh em là 400k ha, 400k chuyển khoản đủ bao ship luôn ở Thừa Thiên Quế nha. Không, hôm bữa không cho tên. Rồi bộ đồ nghề, bộ thùng đồ nghề ha, bán 400. Rồi một, có một cái túi đựng cần câu nha anh em ha, cần câu nè. Đó, túi này bán cho anh em 200 ngàn nha, túi đựng cần câu 200k mới ken nha. Này chắc dài 1m2 ha, 125m2 nha anh em, túi đựng cần câu 200. Rồi có một cái cử nè, cái cử dài này 6 tấc của anh Biển nè ha, đặt không lấy hàng nữa nè. Đó, bán giá 100 ngàn nha anh em. Cái cử nè, cái cử mà cưa gỗ dài 6 tấc bán giá 100. Rồi anh em mua liên hệ em qua số điện thoại ha, có ghi dưới phần tiêu đề ha, nó là cái clip hàng bơm gì đó ha.